xem tuổi sông đất năm 2024 cho gia chủ tuổi giáp thìn. Tuổi sông đất năm giáp thìn 2024 chọn tuổi sông nhà sông đất năm 2024 hợp mệnh đối với gia chủ tuổi giáp thìn sinh năm 1964 mang lại bình an may mắn phú quý trong năm mới. Chọn người sông đất theo ngũ hành can chi Xem tuổi sông nhà, sông đất năm giáp thình 2024 cho tuổi giáp thình Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó sau đây là các tuổi phù hợp đối với gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 để sông đất vào đầu năm mới 2024. Các tuổi sông đất tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 là các tuổi sau đây. 1. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 tốt. 2 tuổi nhâm Tý sinh năm 1972 tốt ba tuổi canh tỵ sinh năm 1960 tốt bốn tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 tốt năm tuổi mậu thân sinh năm 1968 tốt sáu tuổi canh thân sinh năm 1980 tốt bảy

và các tuổi sông đất xấu đối với gia chủ tuổi giáp thân vào năm 2024 là các tuổi sau đây gia chủ cần lưu ý tuổi mậu tuất sinh năm 1958 xấu tuổi giáp thân sinh năm 1964 xấu tuổi ất dậu sinh năm 1945 xấu tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 xấu Tội Đần Mạo sinh năm 1987, 6. Tội Nhâm Dân sinh năm 1962, 6. Tội Giáp Ngọ sinh năm 1954, 6. Tội Bính Ngọ sinh năm 1966, 6. Tội Tân Hải sinh năm 1971, 6. Và Tội Giáp Dần sinh năm 1974, 6. Sau đây là phân tích quan hệ sùng khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi Giáp thìn sinh năm 1964, sông đất vào đầu năm mới 2024 như sau. 1. Người sông đất sinh năm 1969, tức tuổi kỷ dậu mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dậu đạt lục hợp thân hợp dậu với địa chi thân của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dậu đạt lục hợp Hình hợp dậu với địa chi thần của năm giáp thần rất tốt tổng điểm 18 trên 20 tốt hai người sông đất sinh năm 1972 tức tuổi nhâm tý mệnh mộc ngũ hành tuổi sông nhà là một tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt Ngũ hành tuổi sông nhà là một tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi song nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của gia trụ chấp nhận được. Thiên can tuổi song nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi song nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thìn với địa chi thìn của gia trụ rất tốt. Địa chi tuổi song nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thìn với địa chi thìn của năm giáp thìn rất tốt. Tổng điểm 18 trên 20 tốt. Ba, người sông đất sinh năm 1960, tức tuổi canh Tý mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ phi hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm giáp thìn không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thìn với địa chi thành của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thành với địa chi thành của năm giáp thành rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 4. Người sông đất sinh năm 1959 tức tuổi kỷ hợi mạnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, vì Mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là Kỷ tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là Kỷ tương hợp với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Tổng điểm 16/20 tốt. Năm, người sông đất sinh năm 1968, tức tuổi mậu thân, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu trực xung với thiên can giáp của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu trực xung với thiên can giáp của năm giáp thân không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thần với địa chi thần của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là thân. Đạt tam hợp thân tỷ thần với địa chi thần của năm giáp thần rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 6, người sông đất sinh năm 1980 tức tuổi canh thân mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh trực xung với thiên can giáp của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh trực xung với thiên can giáp của năm giáp thìn không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thân với địa chi thân của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thân với địa chi thân của năm giáp thìn rất tốt. Tổng điểm 16/ sáu trên hai tốt. 7. Người sông đất sinh năm 1981, tức tuổi tân dậu mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là dậu đạt lục hợp, thành hợp dậu với địa chi thần của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là dậu đạt lục hợp, thành hợp dậu với địa chi thần của năm giáp thần rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 8. Người sông đất sinh năm 1989 tức tuổi kỷ tỵ mệnh mộc. Ngô tuổi xong nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngô hành tuổi xong nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là kỵ, tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỵ, không xung, không hợp nhau với địa chi thân của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tổ sông nhà là tỵ không sông không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thần chấp nhận được. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. Chính, người sông đất sinh năm 1947 tức tuổi Đinh Hải, mệnh Thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thình vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thình chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm giáp thình chấp nhận được. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 10. Người sông đất sinh năm 1956, tức tuổi bính thân, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh, không khác với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa, hòa hỏa, chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh, không khác với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa, hòa hỏa, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bính không sông khác không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà lập bỉnh không xung khác không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thần với địa chi thìn của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thần với địa chi thìn của năm giáp thìn rất tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khả.